14 câu chuyện, 14 bài học đáng suy ngẫm trong đời. Những bài học lớn lao của cuộc sống đôi khi lại ẩn chứa trong những khoảnh khắc rất đời thường của cuộc sống hàng ngày, và không bao giờ là quá đủ để ta không ngừng cất nhắc cho bản thân những bài học đáng giá từ cuộc sống. 14 câu chuyện dưới đây tuy ngắn nhưng là 14 bài học cuộc sống đáng suy ngẫm, để mỗi người giúp chúng ta trưởng thành hơn về cách nhìn cuộc sống. Mời các bạn cùng nghe và thưởng thức. Câu chuyện thứ nhất, con cá to nhất. Hai cha con đi câu trên một con thuyền nhỏ, đói. Người cha giúp con trai câu con cá đầu tiên, một con bự. Cha: hay lắm con trai. Con: dạ, nhưng mà con sợ là mình đang để mất mấy con ngon hơn. Lỡ con câu được con cá to hơn, ngon hơn thì sao? Cha: cố gắng đi con. Đứa con nghe lời, một giờ sau nó bắt được con cá lớn hơn nữa. Đúng là to thật. Người cha lại khen: con, nhưng lỡ có những con còn to và ngon hơn ngoài kia thì sao? Cha: gắn đi con. Đứa con lại nghe lời, lại bắt được con cá còn lớn hơn nữa. Cứ thế mãi, câu được cá to hơn, ngon hơn. Cuối ngày, đứa con mệt lả người ra. Cha: cá ngon không con? Con ngập ngừng. Con không biết nữa, con mãi lo tìm cá to hơn, ngon hơn, nên không kịp thử miếng nào. Người cha mỉm cười vẻ hài lòng, vỗ vỗ bụng. Đừng lo, cá ngon lắm. Bài học rút ra, chúng ta ai cũng như đứa con đó. Lúc này lúc khác, ai cũng lo mình đang bỏ lỡ cơ hội. Đó là lý do tại sao chúng ta quá bận rộn. Chúng ta ôm đồm quá nhiều thứ vì không muốn để lỡ mất cơ hội. Chúng ta liệt kê ra và chạy theo hàng tá mục tiêu và hy vọng, cũng vì không muốn để lỡ mất cơ hội. Nhưng sự thật là, chúng ta sẽ cứ mất cơ hội dù gì đi nữa. Vô phương tránh. Chúng ta không thể nào làm hoặc cố làm mọi thứ trên thế giới này, dù có sống gấp đôi cuộc đời. Chúng ta không thể nào thấy hết các thành phố lớn, nhỏ, đọc hết các sách hay, xem hết các phim ý nghĩa. Chúng ta sẽ hoài lỡ mất cơ hội. Còn đây là sự thật thứ hai, còn quan trọng hơn nữa. Nếu ta cứ mãi lo lắng về cái mà ta đang bỏ lỡ, thì ta sẽ bỏ lỡ luôn cả cái mà ta đã có trong tay. Đừng lập một danh sách cần đọc dài cả cây số. Hãy tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay. Đừng đánh dấu tràn lan các nơi ta sẽ đến tham quan tại một thành phố trong hành trình du hí của mình. Hãy dạo quanh và thưởng thức những gì ta tìm thấy. Đừng lo chuyện đi khắp thế gian. Hãy thật vui với thế giới quanh mình. Đừng có lo mình đã bỏ lỡ tin tức gì đó trên mạng hay báo chí. Những gì ta đang làm đã là quá đủ tốt cho ta rồi. Hãy buông bỏ hết những danh sách mục tiêu, mục tiết dài ngoằng ấy đi. Cố không vụt mất cơ hội là một nỗ lực vô tích sự. Ta sẽ lỡ mất cơ hội chính lúc đang phấn đấu làm hết mọi thứ. Ta sẽ lỡ mất luôn cái tuyệt diệu ở việc mà ta đang làm ngay chính lúc này. Điều ta đang làm ngay bây giờ là quan trọng nhất. Bỏ hết những cái còn lại đi. Hãy thưởng thức con cá vừa câu được ấy. Câu chuyện thứ hai, dấu chân. Vào thời cổ đại, khi một người đã bước vào ngưỡng cửa tu luyện, thì anh ta bị đòi hỏi phải lánh xa thế tục và đoạn tuyệt mọi dục niệm. Phật Thích Ca Mâu Ni từng yêu cầu các đệ tử tu hành của Ngài phải dũng mãnh tinh tấn tựa sư tử.
khi hòa thượng Giám Chân nổi tiếng thời nhà Đường mới bước vào cửa Phật. Sư trụ trì yêu cầu ông ma luyện bản thân bằng cách vân du gian khổ ngoài xã hội. Một ngày nọ, khi mặt trời đã lên cao, hòa thượng Giám Chân vẫn chưa ra khỏi giường. Trụ trì cảm thấy nghi ngờ, bèn vào phòng Giám Chân để kiểm tra. Khi trụ trì đẩy cửa vào phòng, chỉ thấy cạnh giường là một đôi giày rơm đã rách nát. Trụ trì gọi Giám Chân: "Hôm nay vì sao con không ra ngoài đi hóa duyên? Đôi giày rách nát bên giường này để làm gì?" Giám Chân vừa ngáp vừa đáp: "Đây là đôi giày rơm mà người khác đeo một năm không rách. Còn con cạo đầu đi tu mới có một năm mà đã rách mấy đôi giày rồi. Hôm nay con muốn ở trong chùa để tiết kiệm mấy đôi giày." Trụ trì không hài lòng với những gì hòa thượng Giám Chân nói. Ông vừa cười vừa nói với Giám Chân: "Đêm hôm qua, bên ngoài có một trận mưa, con dậy nhanh lên, theo ta ra trước chùa rồi đi." Hai người từ từ đi ra ngoài chùa. Trận mưa đêm qua khiến con đường đất trước chùa trở thành vũng bùn lầy lội. Đột nhiên, trụ trì vỗ vai Giám Chân, nói chân thành: "Con chỉ muốn là một hòa thượng ngày ngày đánh chuông, hay muốn trở thành một danh tăng hoằng dương Phật Pháp?" Giám Chân đáp ngài không nghĩ ngợi: "Đương nhiên là danh tăng hoằng dương Phật Pháp rồi." Trụ trì cười, nói tiếp: "Hôm qua con đã đi qua con đường này phải không?" Giám Chân nói: "Tất nhiên rồi." Trụ trì lại hỏi: "Giờ con có tìm thấy vết chân ở đây không?" Giám Chân không hiểu, đáp: "Hôm qua ở đây nguyên là con đường bằng phẳng và dễ đi, hôm nay lại biến thành bùn thế này. Tiểu tăng sao có thể tìm thấy dấu chân của mình được?" Trụ trì cười đi cười lại và nói: "Hôm nay chúng ta đi một lúc trên con đường này, mai con có thể tìm được dấu chân không?" Giám Chân tự tin nói: "Đương nhiên là có rồi." Trụ trì lại vừa cười vừa vỗ vai Giám Chân: "Là như thế, chỉ có con đường lầy lội mới có thể lưu lại vết chân. Chỉ có trải qua con đường gian nan khổ sở thì cuối cùng một ngày kia mới lưu lại dấu tích. Như lúc này, chúng ta đang đi trên đất bùn, cho dù đi được xa đến đâu thì cũng khắc sâu trên nền đất bùn, ấn chứng giá trị con đường chúng ta đã đi qua. Do đó, tu hành không thể chỉ vì tiết kiệm đôi giày rơm mà dừng bước." Giám Chân có tuệ căn rất thâm sâu. Sau khi nghe trụ trì nói, anh như bừng tỉnh. Từ đó một mực tinh tấn, bước đi không ngừng nghỉ trên con đường tu luyện. Cuối cùng, trở thành một đại danh tăng độ xứ Phù Tàng, trở thành người đặt nền móng cho Phật giáo Nhật Bản. Kỳ thực, đạo lý làm người cũng như vậy. Khi bước đi trên con đường lầy lội, người ta nhất định phải gắng sức nhấc đôi bàn chân mới có thể bước ra khỏi vũng bùn. Nếu càng dừng bước thì bị ngập càng sâu. Chỉ sau khi kinh qua gian khổ khó nạn, người ta mới có thể nhìn thấy thành quả từ nỗ lực của mình. Bài học rút ra: con người ta trong cuộc sống, dù phải chịu bao khổ nạn đi nữa, thì cũng không thể mượn cớ để dừng giữa chừng. Bởi vì một khi ý chí đã rơi mất, thì mục tiêu thành công ngày càng xa vời. Ngay cả khi người ấy có thấy đích đến ngay trước mặt, thì không ai có thể thực sự tính toán được khoảng cách tới đích. Câu chuyện thứ ba: ước muốn của chuột. Trong một khu rừng nọ, có một con chuột suốt ngày buồn bã, đau khổ. Nó nghĩ bề ngoài của nó không đẹp, lại chả có cái tài cán gì, nên nó như chỉ sống bên lề của xã hội mà thôi. Và thấy mèo thật đáng ngưỡng mộ. Con chuột đau khổ bèn tìm đến thần núi, cầu xin thần biến nó thành một con mèo.
thần núi thấy tội cho nó, liền thực hiện mơ ước của nó. Nhưng niềm vui chả kéo dài được mấy ngày. Nó thấy mèo lại sợ chó, chó lại sợ sói. Vì thế, nó cứ xin đi xin lại, hết biến thành chó, lại thành sói. Cứ như vậy, cuối cùng chuột biến thành vua của rừng sâu. Trong khu rừng nọ, có một con voi vô cùng to lớn. Nó nghênh ngang đi khắp nơi, thấy một con vật đều cúi đầu không dám hé răng. Nó vô cùng hãnh diện trước uy phong của mình. Nhưng rồi không lâu sau, nó phát hiện ra thứ mà voi sợ nhất là chính là chuột. Vì thế, thần tượng của nó bây giờ thành ra một con chuột nhỏ bé. Vậy là nó lại vội vàng chạy đến cầu xin thần núi. Nhưng thần núi bây giờ đã quá mệt mỏi với sự thay đổi liên tục, vì nghĩ rằng rồi chú sẽ lại muốn thay đổi, nên thần núi không chấp nhận lời thỉnh cầu của chú nữa. Bài học rút ra, con người ta cũng thế, đôi khi họ không biết mình cần gì và thực sự muốn gì. Họ chạy theo nhu cầu trước mắt, nhưng đến một thời điểm nào đó, chính người ấy sẽ nhận ra điều mình cần rất đơn giản, nhưng đôi khi không thể có lại được. Thần tượng hóa người khác là một việc không có ý nghĩa gì cả, bởi vì ai cũng có ưu nhược điểm của mình. Chỉ có sự tự tin vào bản thân thì chúng ta mới có dũng khí để cạnh tranh và chiến thắng đối thủ. Câu chuyện thứ tư, con ngựa của Ngọc Hoàng và bài học khiêm tốn. Chuyện kể rằng, trong những con vật nuôi yêu quý của Ngọc Hoàng, ngựa được nhìn nhận là con vật đẹp và khỏe mạnh nhất. Dù vậy, con ngựa lại không hài lòng về chính nó. Một hôm, con ngựa thưa với Ngọc Hoàng: "Thưa ngài, ngài đã tạo con nên một thân hình đẹp, nhưng con muốn là ngài hãy làm cho con đẹp thêm nữa." "Ta sẵn sàng làm cho con đẹp hơn nữa, nhưng hãy cho ta biết điều gì có thể làm cho con đẹp thêm hơn." Ngọc Hoàng đáp. Con ngựa trả lời: "Con thấy thân hình của con không cân xứng, cái cổ của con hơi ngắn, chân của con chưa cao đủ. Vậy ngài có thể làm cho cổ con dài thêm và chân của con cao thêm có được không?" "Được thôi." Ngay tức thì, cái cổ và đôi chân của con ngựa được thay thế bằng cổ và chân của con lạc đà. Sau khi nhìn ngắm chính mình, con ngựa rất thất vọng. Nó liền hoảng hốt kêu to: "Thưa Ngọc Hoàng, con chỉ muốn làm con ngựa có cổ và chân cao, chứ không muốn mang hình dáng con lạc đà xấu xí." "Nhưng đó là những gì con van xin ta." Ngọc Hoàng đáp. "Vậy hãy cho con trở lại tình trạng ban đầu." Chú ngựa van xin. Ngọc Hoàng đáp. "Nên nhớ, hãy khiêm tốn và đừng bao giờ kiếm tìm hay khao khát điều mà vị trí và chức phận của con không cho phép con có được. Nếu con chạy theo những khao khát bất tận ấy, con sẽ không biết những khao khát này sẽ dẫn con đi đến đâu. Hãy nhớ, sự cân đối đã có sẵn trong con. Hãy khám phá và phát triển nó thêm hoàn mỹ. Đừng tưởng rằng những khao khát ấy sẽ làm con thêm hoàn mỹ." Bài học rút ra, khiêm tốn không phải là sự nhu nhược, nhưng đúng hơn đó là sự nhận ra giá trị thật của mình. Con người mình ra sao thì mình nhìn nhận như vậy. Vì thực ra trong thân phận làm người, điều mà người này cho là khuyết điểm, nó có thể trở thành ưu điểm cho người khác. Tính trầm lặng ít nói của một ai đó có thể trở thành sự bất lợi trong một số hoàn cảnh, nhưng nó cũng có thể làm điểm mạnh cho người ấy trong những hoàn cảnh khác. Sự nổi danh của một người cũng có thể là điểm tốt trong hoàn cảnh này, nhưng nó cũng có thể làm cản trở cho anh ta trong những hoàn cảnh khác.
Hiểu như thế, chúng ta mới thấy rằng bản chất thật của con người thì quý trọng hơn những giá trị chóng qua bên ngoài. Vì thế, tập luyện sống khiêm tốn đúng mức sẽ giúp chúng ta đi tới sự thật ấy. Khiêm tốn sẽ sinh hoa quả bình an tự tại. Câu chuyện thứ 5. Sư tử ra trận và bài học kinh doanh. Trước khi xuất quân đánh giặc, sư tử, chú tể của muôn loài, bèn tập hợp tất cả các loài vật lại để bàn kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Voi phụ trách chuyên chở, gấu là tướng tiên phong. Hồ ly và khỉ rất thông minh nên có nhiệm vụ vạch ra kế sách và cung cấp tin tình báo. Bỗng một con nói: "Con lừa ngu si, con thỏ nhát gan, chẳng làm được việc gì cả, để bọn chúng về đi." Nhưng sư tử kiên quyết nói: "Không, ta không thể thiếu họ được. Lừa có thể giúp ta thổi kèn, phát hiệu lệnh. Thỏ thì giúp ta truyền tin tức." Quả nhiên, trong trận đánh đó, mỗi loài vật đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Vì thế, trận đấu thắng lợi rực rỡ. Bài học rút ra: hoạt động kinh doanh là một loại hoạt động đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người tài mới đi được đến thành công cuối cùng. Chỉ có sức mạnh đoàn kết mới chiến thắng được các đòn công phá của địch thủ. Nếu coi thường sở trường của ai đó, thì dù có tài giỏi đến đâu, vị giám đốc kinh doanh đó cũng không thể thành công. Câu chuyện thứ 6. Chim én và mùa xuân. Một thanh niên trẻ, nổi tiếng trong đám bạn bè của anh ta về tính tiêu xài hoang phí. Chẳng bao lâu đã nhẵn túi vì cố tiêu xài để giữ gìn lấy tiếng tăm cho mình. Vào một ngày mùa xuân đẹp trời, anh ta đã không còn một đồng xu dính túi và cũng chẳng còn tài sản gì để bán đi, mua lấy chiếc áo mới thay cho chiếc cũ đã sờn rách. Anh sẽ phải đi gặp bạn bè vào buổi sáng hôm đó, nhưng chẳng biết lấy tiền đâu ra để ăn mặc cho đẹp đẽ như mọi khi. Ngay lúc đó, một con chim én bay qua, hót líu lo vui vẻ, và người thanh niên kia cứ ngỡ là mùa hạ đã đến. Vội vã mang tất cả quần áo cũ đi bán cho tiệm bán quần áo để đổi lấy một chiếc áo mới. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, thời tiết thay đổi và trở lạnh khủng khiếp. Con én tội nghiệp và anh chàng ngu ngốc với chiếc áo mới mỏng manh, ngắn tay và đôi chân trần, trân mình trong giá buốt run rẩy và khó thoát được cái chết. Lời bàn: một con én không làm nên nổi một mùa xuân. Một cảm xúc nhất thời không có nghĩa sẽ theo bạn mãi mãi. Hãy cân nhắc khi đưa ra quyết định của mình. Câu chuyện thứ 7. Khen, chê. Có một chú tiểu rất thông minh đến gặp một vị lạc ma và nói rằng: "Trời ơi, ngài nổi tiếng lắm, đi đâu con cũng nghe danh ngài." Được khen, vị lạc ma liền hướng vô bên trong và kêu: "Này thị giả, hãy mang kẹo ra cho chú tiểu." Chú tiểu nói tiếp: "Ngài làm như vậy sao mà giống như Phật dạy quá." Vị lạc ma lại gọi: "Thị giả, mang thức ăn ngon ra cho chú tiểu." Chú tiểu khôn ngoan đó lại nói tiếp: "Chính ngài là Đức Phật tại thế." Vị lạc ma lại gọi vào trong: "Hãy mang thêm 3 đồng tiền vàng cho chú." Chú tiểu nghĩ rằng như vậy là đủ rồi và đứng chờ nhận quà. Chờ mãi mà không thấy ai ra, chú hỏi vị lạc ma: "Sao thị giả của ngài chưa đem kẹo, thức ăn và vàng ra?" Vị lạc ma nói: "Tại sao ta phải cho con kẹo, thức ăn, vàng thật chứ? Con chỉ cho ta những lời nói trống rỗng, ta cũng cho lại con những lời nói trống rỗng." Nếu như có ai khen, lập tức quý vị cảm thấy vui sướng.
Đôi khi quý vị hay thường bị gạt gẫm bởi những lời nói vô nghĩa. Những lời nói đó đôi khi lừa gạt quý vị. Bài học rút ra. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cần nhận biết được giá trị bản thân, biết khả năng và yếu điểm của mình. Để khi được khen, chê, chúng ta hiểu đâu là điều đúng đắn, đâu chỉ là những lời nói đùa cho vui. Từ đó sống tốt hơn, cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày. Câu chuyện thứ 8. Sống. Đức Khổng Tử nói, nếu một người chỉ học và không suy nghĩ, người đó sẽ bị mù mờ. Và nếu một người chỉ suy nghĩ mà không học, người đó sẽ hoài nghi. Dưới đây là một vài câu chuyện lịch sử về Lưu Chiêu Quân đặt những câu hỏi về vũ trụ. Trí thông minh của ông rất khác với những người thường. Khi ông ta mới 3-4 tuổi, ông đã hỏi cha của ông, có phải trời và đất có biên giới không? Cha của ông chỉ cười và không trả lời. Lưu Chiêu Quân suy nghĩ mãi về câu hỏi và suy nghĩ nhiều đến nỗi ông ta quên ăn uống và ngủ. Sau này khi đi học, ông ta rất khác với người thường. Một ngày, ông ta đọc một quyển sách nói về vũ trụ. Trời là đủ mọi phương hướng và đất là tồn tại muôn đời. Ông ta chợt hiểu và nói, tất cả vạn sự trên vũ trụ là bổn phận của chúng ta, và bổn phận của chúng ta là vạn sự trong vũ trụ. Chúng ta có thể thấy rằng Lưu Chiêu Quân xem rằng tất cả mọi sự trong vũ trụ là bổn phận của chúng ta. Nhưng có rất nhiều người không dùng hết khả năng để làm tròn bổn phận của họ. Bài học cuộc sống. Mỗi con người được sinh ra đều mang trong mình một ý nghĩa, đem lại điều gì đó góp thêm cho cuộc sống này, hoặc tốt hoặc không tốt. Cuộc đời là những sự lựa chọn, vì cuộc sống chỉ có một, hãy sống sao để không hối tiếc. Câu chuyện thứ 9. Mua giày. Một người ở nước Trịnh, anh ta định mua cho mình một đôi giày để đi. Trước khi đi, anh ta đo vẽ kích thước chân mình, rồi để bản vẽ mẫu lên bàn. Khi lên đến chợ, vào tiệm chọn giày, anh mò vào túi, không thấy tấm giấy vẽ mẫu đâu. Biết mình để quên ở nhà, anh ta nói với chủ tiệm, tiếc thay, tôi để quên cái mẫu đo ở nhà rồi, để tôi chạy về lấy mẫu, đến thì mới mua được. Xong, anh ta vội vàng chạy một hơi về đến nhà, lấy cái mẫu chân mình. Khi quay lại chợ, thì chợ đã tan rồi. Rốt cuộc, anh không mua được giày. Có người hỏi anh, tại sao lúc đó anh không lấy ngay chân của anh mang thử giày? Vừa thì mua có tốt không? Anh ta trả lời, tôi thà tin sự đo mẫu hơn là tin ở đôi chân của mình. Bài học rút ra, sự linh động và tin tưởng vào các sự việc khách quan sẽ giúp bạn không đánh mất các cơ hội. Đôi khi, cơ hội chỉ đến có một lần. Câu chuyện thứ 10. Điều đầu tiên. Có lần, một sinh viên nói với nhà khoa học và triết học Blaise Pascal, nếu cháu được tài giỏi như chú, cháu sẽ trở thành người tốt hơn. Pascal trả lời, điều đầu tiên là cháu hãy trở thành một người tốt hơn, rồi cháu sẽ được tài giỏi như chú. Bài học. Tất cả mọi tài năng được tôn vinh trên thế giới đều là những người biết cho đi nhiều hơn nhận. Muốn làm những việc lớn, hãy làm tốt những việc nhỏ cái đã. Câu chuyện thứ 11. Đến từ trái tim. Có một nhà điêu khắc đang khắc gọt từng nhát dao lên một khối đá cẩm thạch. Một em bé trai đứng gần đó nhìn ông ta một cách hiếu kỳ. Khối đá cẩm thạch này dần dần hiện lên phần đầu, bờ vai
cánh tay, thân hình. Tiếp theo là tóc, đôi mắt, tai, mũi, miệng. Thế là một em bé gái hiện ra trước mắt. Em bé trai cảm thấy rất kinh ngạc, liền hỏi nhà điêu khắc rằng: "Tại sao ông biết có thiên sứ trong khối đá này?" Nhà điêu khắc cười ha hả nói với em rằng: "Trong khối đá này vốn chẳng có gì cả. Chẳng qua là bác đưa sứ giả này ra từ trong trái tim bác bằng con dao khắc này mà thôi." Bài học: con người ngay cả những việc nhỏ nhất cũng cần tấm lòng, sự kiên nhẫn và dài công mới có thể tạo ra được kiệt tác và làm rung động trái tim người khác. Vẻ đẹp của nghệ thuật chính là vẻ đẹp thấy được nơi trái tim người nghệ sĩ. Con người lúc đầu giống như khối đá cẩm thạch thô sơ ở trên, cần phải được gọt giũa, trui rèn, tức phải trải qua khó khăn mới có thể trở nên hoàn thiện, giữ được những phần tinh tế, trong sáng nhất mà có thể mang tấm lòng của một thiên sứ. Vì vậy, đừng ngại khó khăn thử thách, hãy dũng cảm gọt giũa bản thân. Câu chuyện thứ 12: cách nhìn cuộc sống quan trọng thế nào? Một lần nọ, người quản ngục nói với các tù nhân: "Chắc hẳn các anh đang sống rất hạnh phúc, bởi theo như tôi nghĩ, các anh mới là người được sống tự do." Nhưng các tù nhân không lấy làm vui vẻ gì với sự ghen tị lạ lùng của người quản ngục ấy cả. Thế thế, người quản ngục nói tiếp: "Ồ, có vẻ như các anh đã quên mất chuyện rằng mình được lo cho ăn, mặc và phòng ở thì được lau dọn sạch sẽ mỗi ngày. Còn tôi phải quay trở về nhà để lau dọn nhà cửa, chuẩn bị cơm tối, mua quần áo và đưa lũ trẻ đi ngủ khi đến giờ." Nghe đến đây, các tù nhân bỗng cảm thấy vui vẻ và sung sướng với hoàn cảnh của mình hiện tại. Cách nhìn cuộc sống quan trọng thế nào? Bài học: luôn có những cách khác nhau khi con người nhìn nhận hiện thực. Cuộc sống đẹp hay xấu là tùy vào cách cảm nhận của mỗi chúng ta. Câu chuyện thứ 13: chuyện của ba con cá. Tôi luôn tin rằng mỗi một người ít nhất đều có một thiên sứ bảo vệ cho mình. Họ có người hóa thành người thân luôn bên cạnh chúng ta, có người hóa thành bạn bè đem lại cho chúng ta những nụ cười rạng rỡ, có người là hóa thành bạn đời mang đến cho chúng ta tình yêu chân thành, để những bầy cá đơn độc chúng ta có những điều phải vương vấn nặng lòng chốn nhân gian. Có thời gian, hãy kể cho con bạn nghe câu chuyện về ba con cá dưới đây. Con cá thứ nhất là cá hồi chó. Cá hồi chó sống ở vùng nước sâu trong đại dương bao la. Cá hồi chó mẹ sau khi đẻ trứng sẽ đợi ở một bên. Trứng sau khi trở thành cá con vẫn chưa thể tự kiếm ăn, chỉ có thể dựa vào thịt của mẹ để lớn. Chuyện của ba con cá đọc và ngẫm, nhiều người trong chúng ta sẽ thấy ngậm ngùi. Cá hồi chó là con cá tượng trưng cho tình mẹ. Cá mẹ nhịn đau đớn không hề kêu ca. Khi cá con lớn lên, cá mẹ chỉ còn lại một đống xương. Đó là minh chứng đắt giá nhất cho tình mẹ vĩ đại trên thế giới này. Con cá thứ hai là cá lóc tàu. Nghe nói loài cá này sau khi sinh con sẽ bị mất đi khả năng nhìn, không thể kiếm mồi mà chỉ có thể nhìn đói. Khi trứng nở thành hàng ngàn con cá con, đàn cá con không nỡ nhìn mẹ chết, nên từng con một, bơi vào miệng mẹ để giúp mẹ đỡ đói. Cá mẹ sống lại, lượng cá con còn tồn tại chẳng đáng là bao, chỉ còn chưa đến 1/10. Số còn lại vì mẹ mà hy sinh tấm thân non nớt của mình.
Cá lóc tạo là con cá tượng trưng cho sự hiếu thảo của người làm con. Con cá thứ ba là cá hồi. Mỗi năm cứ đến mùa sinh sản, cá hồi lại tính trăm phương ngàn kế để từ đại dương rộng lớn trở về dòng sông trong đất liền. Bởi lẽ, loài cá này không sinh nở ở các vùng biển nước mặn, mà di cư bơi về dòng suối ngọt, nơi chúng được sinh ra để tiếp tục đẻ trứng. Cuộc hành trình di cư thật sự vất vả và gian lao, khi chúng phải bơi ngược dòng chảy của tự nhiên để trở về quê hương. Trên đường trở về, phải đối mặt với bao hiểm nguy thách thức. Nào là vượt thác, nào là lo bị gấu xám ăn thịt. Những con cá không vượt được thác, phần lớn sẽ rơi vào bụng gấu. Những con vượt thác thành công cũng sức cùng lực kiệt, vừa phải tiếp tục bơi, vừa phải đề phòng loài ó cá kiếm mồi. Chỉ có một số ít những con cá may mắn vượt qua mọi khó khăn và sự bổ vây để trở về quê hương, hoàn thành việc quan trọng nhất đời mình. Đó là tìm con đực giao hợp, đẻ trứng, và cuối cùng là chết một cách bình yên ở chính nơi mình sinh ra. Và khi mùa xuân đến, đàn cá con lại trôi theo dòng nước ra biển, bắt đầu hành trình cuộc đời mình. Cá hồi là loài cá tượng trưng cho tình yêu quê hương xứ sở. Lời bình. Chúng ta hãy thường suy nghĩ rằng, trên đời này có ít nhất ba con cá khiến chúng ta phải cảm động. Con cá thứ nhất là cha mẹ, người đã cho chúng ta sinh mệnh, luôn dõi theo mọi bước chân ta đi, không trách cứ oán giận, sẵn sàng hy sinh tất cả cho con cái mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Con cá thứ hai là con cái. Từ khi oa oa cất tiếng khóc chào đời, con cái đã hoàn toàn tin cậy và ở bên cha mẹ cho đến già. Con cá thứ ba là cố hương. Bất luận là đi xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày chúng ta tìm cách trở về quê hương. Câu chuyện thứ 14. Câu chuyện con rái cá khiến người thợ săn xuất gia. Đây là một câu chuyện có thật, do một vị hòa thượng đích thân kể lại. Ông nói rằng khi chưa xuất gia, ông từng là một người chuyên đi săn rái cá. Một ngày nọ, ông vừa ra ngoài đã săn được một con rái cá cái. Sau khi đã lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái cá còn thoi thóp lên một bãi cỏ. Sẩm tối, ông quay về chỗ cũ, nhưng không thấy con rái cá đâu cả. Ông quan sát kỹ, phát hiện trong đám cỏ có dính một chút máu. Vết máu dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó. Khi đến hang, nhìn vào trong, ông ngỡ ngàng giật mình. Thì ra con rái cá chịu nỗi đau đớn bị lột da, cố lết về hang của mình. Tại sao nó lại làm như thế? Khi ông ta lôi con rái cá đã tắt thở ra, liền phát hiện có hai con rái cá con vẫn còn chưa mở mắt. Chúng đang ngậm chặt đầu vú khô của rái cá mẹ đã chết. Nhìn cảnh tượng ấy, ông bàng hoàng sửng sốt, ớn lạnh cả sống lưng. Từ xưa đến nay, ông chưa từng nghĩ đến việc động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến mức ngay cả con người cũng không thể làm được. Trước lúc chết, vẫn còn nghĩ đến cho đứa con sơ sinh bú sữa vì sợ con mình đói. Nghĩ tới đó, bất giác người thợ săn thấy cay cay cánh mũi. Nước mắt tuôn rơi, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ vô cùng vì hành động không thể dung thứ của mình. Thế là ông gác bỏ đồ đao, giả từ nghề săn rái cá, xuất gia tu hành. Mỗi lần vị hòa thượng ấy nghĩ lại chuyện quá khứ của mình, trong mắt lại ngấn lệ chỉ trực trào ra. Mục đích thấp nhất của ăn uống là để chống đói bụng, nhằm đảm bảo sinh mệnh. Mục đích cao nhất
là vì khoái khẩu. Mà giữa chống đối và khoái khẩu, khoảng cách của chúng đâu chỉ có 100.000 dặm. Nhưng vị giác của chúng ta từ miệng cho đến yết hầu chỉ có hơn 10 cm. Nuốt qua họng là chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Chúng ta vì sao không nhịn đi cảm giác kéo dài 10 cm mà lại đi tàn sát biết bao nhiêu sinh linh vô tội?